nha mọi người. Tôi tới rồi. Đi hồi sáng là hồi sáng sớm đang còn luôn. Bây giờ mình đi giờ mình về là tối rồi. Chạy tới chút xíu nữa là cái cầu mình luôn còn phía trước. Còn này là cầu Rạch Chuối. Chút xíu nữa là tới cầu mình luôn. Thank you.
mình một like và nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người.